Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay của Nguyên. Trong video ngày hôm nay thì Nguyên đã hứa với các bạn thì mình sẽ làm video về skincare cho các bạn tự tin. Và skincare của các bạn tự tin rất là đơn giản, chỉ có 3 bước thôi. Đó chính là kem chống nắng, sữa rửa mặt và nước rửa chén. Cảm ơn Senka đã tặng cho My 3 bộ sản phẩm dưỡng da trong video ngày hôm nay. Sản phẩm của Senka thì có lẽ rất là quen thuộc với My, tại vì đây là sữa rửa mặt đầu tiên mà My xài khi mà My chỉ mới lên 8 tuổi thôi. Và My thấy sản phẩm của Senka rất là phù hợp với các bạn học sinh. Nói về dưỡng da ở tuổi teen thì lúc mà My tuổi teen, da của My là da hỗn hợp, vì có lẽ là ở trong Sài Gòn thì thời tiết nó hơi nắng nóng một xíu, nên là da My cũng hơi thiên dầu và da hỗn hợp nhưng mà thiên dầu nhiều hơn. Xong rồi khi mà My đi du học năm My 19 tuổi thì da của My từ da hỗn hợp đã chuyển thành da khô. Nên là da của các bạn bây giờ có thể không phải là cái da thật sự. Từ tuổi teen nó có rất là nhiều hormone và da có thể thay đổi theo thời gian nữa. Cái bước chăm sóc da tuổi teen rất là đơn giản, chỉ cần xài kem chống nắng. Buổi tối thì các bạn chỉ cần tẩy da, rửa mặt. Và nếu các bạn nào mà da khô thì có thể xài thêm nước hoa hồng nữa thôi. Chỉ có 4 bước thôi, các bạn không có cần xài 10 bước đâu. Tại vì da tuổi teen là cái da nhạy cảm nhất. Đầu với buổi sáng thì khi mà các bạn ngủ dậy thì da vẫn thường hay tích tụ những vải nhờn và bụi bẩn sau một cái đêm ngủ, từ gối hay là từ không khí. Và các bạn nên làm sạch da vào buổi sáng. Thì đối với những bạn mà da dầu thì có thể xài sữa rửa mặt. Da khô hoặc là da nhạy cảm thì có thể sử dụng nước lạnh thôi, hoặc là có thể xài cleansing powder. Bước đầu tiên đó chính là bước chống nắng. Kem chống nắng rất là quan trọng và My hay sử dụng trước khi đi học. Các bạn có thể sử dụng làm kem chống nắng, làm kem lót cho lớp makeup đối với các bạn mà thích makeup. Còn đối với My, thường My đi học thì My chỉ xài kem chống nắng, một xíu mascara và đánh môi thôi. Và My cũng chỉ các bạn cái tip mà nếu các bạn mà muốn môi hồng nhưng mà ở trong trường không có được đánh môi son nha. Các bạn còn đó chính là một cái bông móng tay. Các bạn có thể bỏ cái bông móng tay này ở trong cặp. Nhìn nó hơi ghê một xíu nhưng mà nó là môi hồng tự nhiên, không có cần xài son. Nó chỉ là làm ướt cái này một xíu không rồi. Bôi cái này xuống bên môi thì môi các bạn sẽ hồng tự nhiên luôn. Cái này là My đã có sẵn son môi rồi, nhưng mà My làm xong thì môi My hồng lên rất là nhiều. Đường son môi đã bay đi quá trời rồi mà môi vẫn hồng. Đó là cái tip mà hồi bé, lúc mà My học ở lớp 6, lớp 7 thì không có được sử dụng makeup. Và My hay làm cái này để môi vẫn hồng mà không xài makeup. Bây giờ phải quay trở lại với video thôi. Đó là kem chống nắng. Sau khi sử dụng xong thì My đi học vào buổi chiều tầm 3 giờ là cái giờ My đi học về. Thì 3 giờ tới 4 giờ là cái thời gian mà nhiều tia cực tím độc hại nhất chiếu trên da. Nên là My sẽ reapply thêm một lần nữa kem chống nắng này để bảo vệ da. Cái kem chống nắng Senka này cũng là cái đốt của SC Shadow màu trắng mà hồi bé My hay xài, và My cũng xài trong những cái video đầu tiên của My. Vì có lẽ Senka là cái hãng nhỏ của SC Shadow nên là kết cấu kem rất là giống nhau. Nó là màu trắng, mềm mịn. My sẽ include một cái video My sử dụng kem chống nắng cho các bạn xem. Vào buổi tối thì cái bước đầu tiên mình sẽ sử dụng là bước tẩy trang. Bước này cực kỳ là quan trọng đối với các bạn mà dù có makeup hay là không makeup thì cũng nên tẩy trang, vì nó tẩy đi rất là nhiều lớp bụi bẩn. Lúc bé thì My hay sử dụng tẩy trang dạng nước như thế này. Thì lúc bé My xài của Estee Lauder, nhưng mà mẹ My kêu là Estee Lauder nhiều chì quá, mẹ không cho xài nữa. Và bây giờ My đã xài của Senka và xài của Kifesta. Thì cái này giống như là đốt của nhau vậy. Cái này thì có giá mắc hơn một xíu, cái này là 15 đô cho 270ml. Và cái này là có giá 170 cho 300ml. Thì cái này nhiều hơn cái này nhưng mà giá chỉ bằng một nửa thôi. Nên là đối với các bạn học sinh thì mình nghĩ cái này có thể là tốt hơn. Và cái này cũng rất là khó mua nữa, vì cái này mới mua ở bên Nhật. Đối với các bạn da dầu thì có thể xài cleansing balm hoặc là cleansing water thay vì cleansing oil. Thì vì cleansing oil sẽ gây ra rất là nhiều dầu hơn và cảm giác rất là nặng cho mặt của các bạn mà đã có dầu sẵn rồi. Còn đối với các bạn mà da hỗn hợp và da nhạy cảm thì có thể xài cleansing
water cleansing balm hoặc là cleansing oil luôn. Mi thì Mi xài cleansing balm trước đối với những cái hôm mà Mi makeup đậm, và xài cleansing water sau đó và sử dụng sữa rửa mặt. Một lớp nữa là công việc Mi làm 3 bước tẩy trang. Còn đối với những cái hôm nào mà Mi chỉ cần Mi chỉ xài kem chống nắng và son dưỡng thôi thì Mi chỉ xài cleansing water thôi. Nước tẩy trang Senka này có mùi rất là dễ chịu. Vì thành phần chính là nước nên các bạn sẽ có cảm giác tẩy waterproof mascara khó hơn một tí, nhưng ngược lại nó sẽ không làm trầy hay làm khó chịu mắt. Đối với các bạn makeup đậm thì Mi vẫn khuyên là nên tẩy trang bằng một lớp cleansing balm trước và tẩy thêm một lớp cleansing water ở phía sau để vừa cung cấp độ ẩm và làm sạch sâu da. Đây là một nửa gương mặt của Mi có makeup và một nửa còn lại đã được tẩy trang. Thì như các bạn đã thấy thì bên được tẩy trang rất là sạch, dù chỉ xài qua có một lớp cleansing water thôi. Cái sữa rửa mặt Senka này là cái sữa rửa mặt đầu tiên mà Mi xài. Thì lúc đó Mi chỉ mới 8 tuổi thôi. Vì là Mi là diễn viên múa hồi bé nên là Mi phải makeup rất là nhiều, chủ yếu là mắt và môi. Nên Mi xài sữa rửa mặt để tẩy đi cái lớp makeup đó. Và nên lên năm lớp 6 thì mới bắt đầu sử dụng nước tẩy trang. Hồi bé thì mua cái này siêu là khó luôn á. Mỗi lần mua là phải nhờ gì đi ra hỏi cái cô bạn, xong rồi cái cô đó là phải đi qua Nhật mua, xong rồi gửi về Việt Nam cho Mi. Thì đây là sữa rửa mặt tẩm bọt nên Mi sẽ chỉ các bạn cách rửa mặt theo kiểu người Nhật. Trong hộp sữa rửa mặt của Senka thì có tặng kèm một miếng tẩm bọt. Các bạn có thể sử dụng cả miếng, nhưng vì Mi thích cắt nhỏ ra từng lớp mỏng như thế này hơn để dễ dàng tạo bọt, và cũng có thể vứt đi hoặc là cắt thêm được nhiều lớp nữa sau 1-2 tháng sử dụng. Mi thường cho sữa rửa mặt to bằng hạt đậu vào giữa miếng lưới, cho thêm một ít nước và bắt đầu tạo bọt bằng cách chặt tay. Như các bạn đã thấy thì Mi tạo ra một lớp bọt rất dày lên toàn bộ mặt và bắt đầu massage mặt theo hình tròn, chỉ sử dụng 3 ngón tay thôi, để áp lực vừa đủ của ngón tay không làm chảy da. Thường thì Mi sẽ massage từ 3 đến 4 phút bằng tay, sau đó rửa lại bằng nước lạnh, vì nước lạnh sẽ làm se khít lỗ chân lông của mình. Đây là da của Mi sau khi đã tẩy trang và rửa mặt sạch sẽ. Khi các bạn đã rửa mặt rồi và đối với các bạn mà da khô thì có lẽ cảm giác là hơi bị thiếu nước một xíu, thì các bạn có thể xài nước hoa hồng. Thì thay vì xài kem dưỡng ẩm thì các bạn sẽ xài 3-4 lớp nước hoa hồng xịt lên mặt, thì như thế đã cung cấp đủ độ ẩm như là kem dưỡng ẩm rồi. Nếu các bạn đang hỏi là không biết là mua cái sản phẩm này ở đâu thì các bạn có thể mua sản phẩm ở các siêu thị như là Co.op hoặc là Bixi. Online thì có Lazada và Tiki, thì mình sẽ kiếm link của Lazada cho các bạn và để ở phía dưới. Cảm ơn Senka đã đồng hành cùng Mi trong video này. Senka cũng đã rất là tốt khi là giúp Mi làm một cái giveaway nhỏ cho các bạn. Thì lễ giveaway thì rất là đơn giản, Mi sẽ để cái link Facebook page của Mi ở phía dưới. Các bạn chỉ cần like page và comment ở dưới cái post giveaway từ số 0 đến số 999, và Mi sẽ chọn ra 2 bạn may mắn để thắng bộ sản phẩm là sữa rửa mặt và cái tạo bọt. Những cái câu hỏi về học đường hay là về da, tuổi teen thì Mi sẽ trả lời trong video tiếp theo, tại vì các bạn gửi Mi rất là nhiều nên là Mi sẽ lọc ra và trả lời kỹ từng cái câu hỏi ở trong một cái video khác cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của Mi, và nếu các bạn thích thì hãy cho Mi like nha. Và hẹn các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.